Sau đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, nhiều tuyến phố chính đã hạn chế được tình trạng lấn chiếm vỉa hè và quán cóc. Thế nhưng điều khiến người dân và cả chính quyền đều trăn trở, đó là vấn đề mưu sinh của người dân đã gắn với vỉa hè nhiều năm nay. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết đang đề xuất những giải pháp linh hoạt để hạn chế tình trạng này. Thế cái việc lập lại cái trật tự đô thị này sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống mưu sinh của rất nhiều con người, rất nhiều người lao động. Và đang có một cái thói quen là bám vỉa hè lòng đường để mưu sinh kiếm sống. Thế thì việc giải quyết vấn đề này như thế nào? Kinh doanh mà nhỏ lẻ bán chè đá thì chúng ta đã có cái tính toán là tại các cái khu vực các ngõ mà chúng ta có thể sắp xếp tùy tình hình thực tế tại các địa phương, các phường, các khu dân phố là chúng ta có thể sắp xếp được. Gọn gàng thì chúng ta sẽ tổ chức thực hiện luôn. Vấn đề liên quan tới việc sửa chữa vỉa hè cũng như là chất lượng của vỉa hè cũng đã được nhiều phóng viên đặt câu hỏi và yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ. Ngày 20 tháng 2 năm 2023 thì chúng tôi đã có văn bản gửi cho các quận, huyện và các cái khu vực đơn vị có cái thực hiện các dự án đá vỉa hè để tổng hợp và đánh giá các cái tình trạng nguyên nhân hư hỏng và hiệu quả công tác đầu tư lát đá vỉa hè trên địa bàn thành phố. Chúng tôi sẽ thanh tra, kiểm tra của các dự án. Thì báo cáo đồng chí là sau ngày 16 tháng 3, sau khi chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến của các quận huyện và các cơ quan, thì chúng tôi sẽ có cái giải pháp báo cáo thành phố. Tại cuộc họp báo, các nội dung như cải tạo chung cư cũ xây mới, hiệu quả phần mềm dữ liệu dùng chung hay thu hồi dự án cũng đã được thông tin cụ thể. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung như đất trường mầm non để hoang, nước sạch, di rời cơ sở kinh doanh và trường học vẫn chưa được trả lời rõ. Nhiều thông tin còn chung chưa đáp ứng được nội dung câu hỏi của phóng viên.